thơ ngây như một hạt mầm được vun trồng trên đất bình yên, nhưng trong em dòng máu lạc hồng vẫn từng ngày cuồn chảy vào tim. Cảm ơn, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Loan Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị đến với chương trình Hạt Mầm Việt Nam, và chương trình ngày hôm nay bước qua số 58. Kính thưa quý vị, chúng tôi thực hiện chương trình này nhằm mục đích là khuyến khích các em học tiếng Việt cũng như là hiểu thêm về văn hóa, về lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta qua những chương trình mà chúng tôi gọi là đấu vui để học hàng tuần, cứ mỗi thứ ba vào chiều thứ ba lúc 4:30, và chương trình này đến với khán giả không riêng giờ Việt Nam Cali mà nơi qua hệ thống của Đài Loan Sài Gòn TV 56.10, hoặc là quý vị ở xa có thể trực tiếp xem online qua địa chỉ là lidosaigontv.com, lidosaigontv.com. một nửa chiều thứ ba lúc 4:30. Rất là vui ngày hôm nay sự trở lại của cô Mai Chi cùng Cao Minh Hưng điều khiển chương trình. Mến cầu chào cô Mai Chi, và cô Mai Chi gửi lời chào khán giả. Mai Chi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Đài Lido Sài Gòn TV. Chào các quý vị phụ huynh đang có mặt trong studio. Chào thầy Cao Minh Hưng và các em trong hai đội A và B. Chúc các em may mắn nha. Đây, thầy chào hai em bên đội A mày. Con gửi lời chào đến khán giả. Đây, bé bên kia. Con chào khán giả. Con chào khán giả của Đài Little Saigon TV. Con... Con tên là gì? Con tên là Laura. Rồi, Laura, con chào. Con chào thầy Hưng. Con chào cô Mai Chi. Dạ. Chào Laura. Rồi, bạn có con trong đội A tên gì? Con mời con. Laura sẽ là em trong đội A. Đây, đội B mình có ai đây? Mời con. Con chào khán giả của Lido Sài Gòn TV. Con tên là Jennifer, năm nay con 9 tuổi. Con chào thầy Hưng, con chào cô Mai Chi. Chào em, Jennifer. Giỏi. Đây, bạn có con. Con xin chào khán giả của Đài Little Sài Gòn TV. Con tên là Hillary. Con chào thầy Hưng. Con chào cô Mai Chi. Hillary, năm nay con mấy tuổi rồi? 8. 8 tuổi, con học lớp mấy? À, lớp mấy là quá trời. 3. Lớp 3. Còn Jennifer, con được nghỉ hè chưa? Dạ rồi. Rồi, hả? Nghỉ học ở nhà được bao nhiêu tháng rồi trước khi hả? How many months at home for summer break? I don't know. Không biết hả? Thường thì mùa hè, con nghỉ hè thì con sẽ làm cái gì ha? Con có thể nói với các bạn chơi vui vui không? Trước khi mình vào một đố vui đi học, thì thường thì mùa hè con ở nhà con làm gì? Dạ thưa, con chơi. Chơi gì ha? Chơi game. Và... chơi game và... chơi gì nữa? Đi chơi Hawaii. Đi Hawaii nữa? Dạ. Sướng quá. Nghe nói chơi game là thấy mấy bạn, cái cô giáo, cô Mai Chi cũng cười. À, phải nói là một cái câu trả lời rất rất là ngây thơ phải không? Và rất là honest. Chúng ta thấy các em hồi nói là trong cái môi trường nghỉ hè, chắc là mình tất nhiên là mình deserve, mình cũng phải được đi chơi, cũng được chơi game. Đi chơi vacation nè. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng được khuyến khích các phụ huynh, các em mình cũng không quên mình học nha, khi nào cũng để một có thể nửa tiếng hoặc là một tiếng đồng hồ mình học lại những bài tiếng Việt nè, học hát tiếng Việt, học những cái câu mà mình đã, thầy cô đã dạy mình vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Cái thứ vị nhắc đến đây thì các mình cũng một lần nữa nói nhắc đến cái chương trình đào tạo tài năng trẻ của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, thì mình được cảm ơn rất là nhiều các thầy các cô trong chương trình này đã giúp hướng dẫn các em những cái tài liệu mà các em có thể đến đây để tham dự vào chương trình Một Đố Vui Để Học. Thì đến đây thì nhắc đến Một Đố Vui Để Học thì chắc là thầy Cao Minh Ninh sẽ nhắc lại cái thể lệ phải không? Một số các em cũng đã tham dự chương trình trước đây, tuy nhiên những em nào hay là những phụ huynh nào có các em đang ngồi trước màn ảnh mà chưa biết về cái chương trình này, thì chúng tôi sẽ có 5 câu hỏi và mỗi câu hỏi sẽ được bao nhiêu điểm ha Jennifer? Mỗi câu hỏi nếu mà được trúng thì được bao nhiêu điểm? Dạ thưa, 10 điểm. 10 điểm, đúng rồi. Và bao nhiêu câu đáp đúng thì mình sẽ được thắng giải nè ha. Out of 5 thì mình phải đáp nói bao nhiêu điểm đúng bao nhiêu câu. Thưa bao nhiêu câu? 1 2 3. 3 out of 5. 3 câu phải không? Dạ. Đúng rồi, 3 câu. Tức là đội nào được 3 câu hỏi đúng trước thì mình sẽ được
thắng giải, và phần thưởng sẽ là 20 đô. Đây là phần thưởng cho mỗi em trong mỗi đội và được bảo trợ bởi bác sĩ Đức Độ cũng như là dược sĩ Phương Trang. Đây là những phần thưởng để kích thích tinh thần cho các em. Cũng như là mình có một gì nữa, cô Mai Chi? Bonus phải không? Yes. Bonus thì mình làm sao cô Mai Chi nói luôn cho các em biết luôn. À, bonus là những câu hỏi phụ vào những cái câu hỏi chính. Và các em trả lời, mỗi em, nếu em trả lời được thì mỗi em được 10 điểm. Em nào được nhiều điểm nhất thì em đó thắng giải, đúng không ạ? Đúng rồi, đây rồi. Đây là câu cho cá nhân mình, đúng phải rồi. Không? Đúng rồi, chứ không phải là giải đồng đội. Vậy là mình có 2 điểm để đồng đội, mình cho đội và điểm cho cá nhân. Rồi, mình ready chưa? Đợi A ready chưa? Yes. Ok, đợi B con ready chưa? Dạ. Rồi, bây giờ một là đố vui để học, thành ra mình cố gắng. Khi nào nghe cô Mai Chi thì cho nên nói hết. Thì mình sẽ bấm chuông. Nếu mà chưa nghe chị hết mà bấm chuông thì mình bị gì ha? Mình bị mất quyền tư nhiên, mất quyền ưu tiên. Rồi đúng rồi, tức là mình sẽ lose cái turn của mình, rồi đợi kia sẽ được trả lời. Rồi chuẩn bị câu hỏi đầu tiên, mời cô Mai Chi. Câu hỏi đầu tiên: mẹ Âu Cơ thuộc giống gì? A giống rồng, B giống tiên, C A và B đều sai. Mời đội em đội A. Dạ, giống tiền. B giống tiền, đúng không bà giám khảo? Đúng rồi. Đây, một chào hóa tay cho đội. Mừng Harper, cảm ơn cho đội 10 điểm. Chắc chắn là cô Mai Chi có nhiều cục bonus hả, phải không? Bonus hả? Chồng của mẹ Âu Cơ là ai? Tụi con có thể cho khán giả biết tên. Câu hỏi bonus. Đúng rồi, câu hỏi bonus. Chồng của mẹ Âu Cơ tên gì nè? Rồi, mình biết thì bấm chuông. Chồng là husband á. Dạ thưa, Lạc Long Quân. Trời, Jennifer giỏi quá. 10 điểm bonus. Còn câu gì nữa cô Mai Chi? À, thì bây giờ cô hỏi nữa, cái này hỏi rồi, mẹ hỏi rồi ở sâu trước, nhưng cô hỏi lại nha, nếu các em nghe rồi thì cái đó là cái bonus. Dạ, đúng rồi. Nào bây giờ, nếu mà mình biết mình là con rồng cháu tiên đúng không nè, thì nếu mà là mẹ Âu Cơ là giống tiên, thì chồng của mẹ Âu Cơ mình đã biết rồi là Lạc Long Quân, thì Lạc Long Quân là giống gì? Dạ thưa, giống rồng. Giống rồng, giỏi quá Jennifer, được liền 20 điểm bonus. Vậy thì chúc mừng Jennifer được đứng đầu trước bonus 20 là điểm. 20 điểm. Và đội A thì điểm đồng đội là 10 điểm. Đến đây thì chúng ta bước vào câu hỏi thứ hai nha. Rồi, mời các con cũng như khán giả nhìn lên màn ảnh. Câu hỏi thứ hai của cô Mai Chi. Mẹ Âu Cơ 50 đứa con đi đâu? A đi lên núi, B đi xuống biển, C A và B đều sai hết. Rồi, B được con đã mất quyền ưu tiên rồi, thành ra mời cô. Dạ thưa cô, B đi xuống biển. Ơi, cũng không đúng nữa con. Rồi, như vậy là đội A có được cơ hội để mình trả lời nha. Đội A, cho thầy biết rồi là A, B, bây giờ A, B, B là đã sai rồi, nhưng mình chọn câu trả lời là A hoặc là C. Con chọn câu nào? Dạ, A. Đi lên núi. Đi lên núi, đúng không cô Mai Chi? Đúng rồi. Rồi, một chàng pháo tay. Laura. Harper. Ồ, Harper trả lời hả con? Yeah, ok, con được, Harper lại mang về cho điểm được 10 điểm nữa. Đây, bây giờ không biết cô Mai Chi cần một cái câu hỏi bonus nữa không? Nếu không thì mình sẽ vào phần break. Hỏi mau thôi nhé. Nếu mà mẹ Âu Cơ dẫn 50 đứa con đi lên núi thì có 50 đứa con nữa theo ai lên xuống biển, các con biết không nè? Mình biết, con có bắt bạn con có trả lời đi. Theo ai? Lạc Long Quân xuống biển, đúng rồi. Như vậy Harper được 10 điểm cá nhân. Rồi đến đây thì chắc là wow, không khí rất là hào hứng, nhưng mà chúng ta không còn giờ trong phần 1 nữa. Đến đây chúng ta thì chúng tôi tạm dừng chương trình phần 1 đây đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại để bảo trợ cho đài Liên Sài Gòn TV. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ những cơ sở thương mại này để chúng ta có những chương trình hữu ích như vậy, và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Hát Mầm Việt Nam ngày hôm nay.